chào tất cả anh em đã đến với kênh Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ hai 27 tháng 11. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Và cũng xin chúc cho tất cả anh em có những ngày đầu tuần công việc được nhiều thuận lợi. Hôm nay em lên một ít hàng mồi thuốc để giao lưu với anh em. Hàng cũ có, hàng cũ và sử dụng có, và có một số con niêu sưu tầm. Cách giao dịch của bên em chỉ là một chuyển khoản đủ free ship, hai có cộng em 100k giá trị với 1 triệu cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và phí có anh em 1 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và em cũng mong những anh em mới lưu ý là bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code anh em tự thanh toán khi nhận hàng. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Em lên một con đại số mồi thuốc. Còn chủ đề Nevius cắt full nắp thôi. Sản xuất 24, con này mạ bạc và vẫn còn nguyên keo nè anh em. Con này tổng thể nó khá đẹp đó. Để nói đẹp. Gốc cành đẹp không cấn mớp anh em. Và cái con này nó còn nguyên keo luôn nha anh em. Con này là cục nguyên keo bảo vệ của lớp mạ bạc ha. Năm khá ok cho anh em sử dụng. Bánh bén. Cục trùng năm 24. Con này tổng thể khá đẹp và sử dụng khá ít. Con này sử dụng khá ít. Tổng thể đẹp không cấn mớp nha. Nguyên xin. Bánh bén lưỡi dao khỏe. Con này được lớp mạ bạc còn nguyên mà tổng thể nó đẹp. Còn nguyên keo luôn. Đây là một con Slim 92. Lớp rơm cực kỳ đẹp. Về lối đẹp. Không cấn mớp luôn nha anh em. Rất là đẹp. Đá. Con này sử dụng qua sử dụng nhưng mà ít. Khoảng chừng 1 giờ một lần xăng. Vẫn còn kẹt đá nha anh em. Cục J91. J91. Con này giặt là đầu năm cuối năm. Qua sử dụng ít. Còn kẹt đá nữa. Không cấn mớp, lớp rơm đẹp. Tổng thể đẹp. Ruột lệch dạng đầu năm cuối năm ha. Lệch chuẩn hãng. Lần qua mấy con La Mã.
ngọn lửa, nó có xước nha nè, sản xuất năm 98, này có cấn dầm nhẹ, lề lối đẹp, trên nắp có điểm cấn dầm nhẹ. Có xước nhẹ và có hai điểm cấn dâm. Không thể thời phút thì khá ok, nằm cũng khá ok. Rồi em lên một con vinh tẹt chủ đề mộc đái HB không chặt gốc, sản xuất năm 95. Con này có dâm dạng xước nhẹ, lề lối ok, lề lối cấn nhẹ nè. Đây cấn nhẹ điểm nữa, dầm có xước của dòng HB nha. Ruột 95 trùng, chưa sửa chữa luôn. Rồi em lên một con mã bạc đếm lần. Em cũ của nó là một cái emblem Windiger á anh em, nhưng mà nó bị mất emblem rồi. Em kiếm cái emblem này dán lên để che lại cái chỗ emblem cũ ha. Cái chỗ emblem cũ thì nó là một cái điểm quyết xuống, và nó có một cái emblem bầu quá, dán lên nó chỉ nằm hất đằng sau cái emblem này nè, nó không có tì vết gì ha. Nó chỉ là một cái chỗ bầu xuống, nhưng mà chỗ này nó cũng là mạ bạc luôn. Chỗ này nó cũng là mạ bạc luôn. Kiếm emblem khác em đắp lên để nhìn cho nó đỡ đỡ cái, lắp cái chỗ đó. Năm 97, mạ bạc sản xuất năm 97. Lề lối đẹp. Đây có một điểm cấn. Cái này nó té nhẹ, hơi vuông góc, nhẹ nhẹ xíu à. Nó có hai điểm cấn ha. Lớp mạ thì còn nguyên. Xuất thị trường Nhật nha nè, emblem này em dán thêm ha.
trùng 597 chưa sửa chữa, em lem dán thêm nha anh em, lưu ý giúp em ha. Rồi em lên một con mạ bạc đắp nổi full nắp bản limited 1809 đắp nổi full nắp nha anh em, và triện vàng lên ha, mạ bạc lòi xéo 590. Ở đây nó có rơi nhẹ mà nó hơi vuông vuông góc nhẹ xíu à. Lề lối đẹp. Ở đây có một điểm cấn nhẹ nữa nè anh em. Là 2 điểm ha. 3 điểm. Theo dạng xước. Rồi có 3 điểm cấn. Lớp mạ thì vẫn còn đẹp. Chủ đề lòi xéo 590, chủ đề đắp nổi full nắp bản limited, chủ đề về bang Florida của Mỹ. Chi tiết là đắp nổi triện vàng lên nha anh em. Lúc trước em có một con new bút nhung cũng chủ đề đắp nổi triện vàng, cũng lòi xéo này là nó nằm giá 2 triệu. Con này ruột trùng 590 rõ bạch ha. Chưa sửa chữa luôn. Chỉ có thay cúc lề nha anh em. Anh em có thấy cúc lề rỗng bên em là em thay cúc lề rồi ha. Em chỉ sử dụng cúc lề rỗng nhiều. Bởi vì nó thường nó cái size của nó ôm cái lề, anh em thích nó sử dụng cái cốc rỗng nhiều hơn, quen nè, đưa cốc khác vô rồi canh chỉnh nó cũng quen. Mã số 6, mã số 7, con này nó hơi cao xíu nha anh em, cao hơn dòng lò xé bình thường hơn, đắp nổi triện vàng 900. Rồi em lên một con chủ đề về emblem chủ đề camel chu niên 3292 emblem zin, bản chu niên camel là zin nha anh em, bao zin hãng, và con này thì nó không có bị khắc tên ha. Thường thì cái dòng camel này nó cũng thường mới có những cái chữ khắc tên để nó làm quà tặng á, thì con này thì không có, và cái lớp đồng của nó oxy hóa nó lên cái màu đồng như vậy nha anh em, lề lối đẹp ha. Ở trên này nó có hơi cấn nhẹ xíu nè anh em, nó cấn dạng cấn nó hằn nhẹ chứ không có cấn mấp gì nè. Con này tổng thể thì em thấy nó góc cạnh nó đẹp á, chỉ có một điểm trên này là nhỏ xíu nè, sau cái nhìn kỹ luôn mới thấy được á, nó một ít hằn nhẹ. Yeah.
xiên chưa sửa chữa. Con này là ruột mờ giai đoạn nha anh em, ruột vàng mờ giai đoạn ha, ruột chuẩn vàng. Vàng này thường gọi là vàng mỡ gà nè. Để vừa cái vàng nó nhẹ. Chưa sửa chữa nha, con này là brass xiên luôn nha. Chủ đề xiên. Bản chu niên chủ đề camel. Rồi em qua mấy con niêu, đầu tiên có con đời số nè. Một con mạ bạc khắc chủ đề caro hai mặt, trong tình trạng là chưa có sử dụng. Cái chủ đề nó nhìn nó cũng đẹp đẹp, con này mạ bạc nha anh em. Sản xuất 2012. Những cái này là anh em thấy nó hơi dơ dơ cái nè, anh em về cái tâm anh em khều khều ra giùm em, tại vì cái nó là một cái rảnh á. Là một cái rảnh á, nó khắc cái rảnh rảnh á. Rồi nó bám vô trong đó đó. Con này tình trạng chưa qua sử dụng nha anh em. Mạ bạc chủ đề khá đẹp. Ruột trùng năm ha. Mã bạc. Có bút. Rồi em đem một con phin tẹt. Một con brass phin tẹt. Em mời đi thuốc đây. Solid brass. Con này là chủ đề về thư. Chủ đề thư nha anh em. Thư chủ tịch đề đầu nè. Sọc play down. Folder up simple.
cha đẻ Zippo, được sản xuất năm 98 ha. Con này thì chính ra là nó là rát mạ vàng, anh nhìn thấy cái lề đó nè, lề nó mạ vàng phơm vinh tạc nha anh em, vinh tạc chặt gốc. Được sản xuất năm 98. Bút chuẩn luôn ha. Bút chuẩn vinh tạc series 37 Solid Brass luôn. Tình trạng là chưa qua sử dụng. Thành nắp với lại buồng đốt là chưa cạ luôn. Chủ đề thư thì trên Zippo thì anh em cũng biết là nó khá giá trị, dân sưu tập. Con này ruột vàng 99. Con này lệch vài tháng. Vỏ thì đây cũng là vỏ cuối năm 98 nha anh em. Ruột này cũng là đầu năm 99. Cũng lệch vài tháng, cũng dạng là lệch kiểu lệch đầu năm cuối năm. Con này là zin, em bao chỉnh hãng cho anh em luôn ha. Chỉnh zin hãng luôn. Chủ đề về thư chủ tịch đời đầu, cha đẻ của Zippo. Một con hàng trên đáng giá trị sưu tầm, rất là đáng giá trị sưu tầm. Chủ đề thư chủ đề thư này nó có giá trị sưu tầm lắm anh em. Và con này thì là nó nằm trên cái phơm vintage 1937, cực kỳ bút solid brass luôn, bút cực kỳ đẹp luôn. Con này 2.400 nha anh em. Con này 2.400 ha. Chuẩn bút, chuẩn hàng, chuẩn hãng luôn. Hàng đúng chuẩn siêu sưu tầm luôn. Rồi em lên một con Slim xưa. 2 bullet. Giấy tờ đầy đủ. Cái lề nó hơi oxy hóa xíu.
mai em xử lý lại cho anh em, nếu anh em chốt thì em xử lý lại. Một con HB ha. Một con HB Slim 78. Một con Slim 78 new full book nha anh em. Book chuẩn Slim xưa luôn ha. Chuẩn Slim 7X. Tình trạng là chưa qua sử dụng. Này nó có nó xuống nó dầm 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 dầm. Bụi bặm. Bất bột nha anh em. Con này bất bột. 78 con bất bột. Ruột hai mặt trời chuẩn đời ha, bất bột. Còn bụi bặm luôn nha. Đây. Để em lót miếng cái để nó chạy. Chứng giai đoạn hai mặt chữ bất bột. Đây còn bụi bặm luôn, em để bụi bặm gì ha. Dạ anh em cần cái bụi Mỹ này hít vô phơi lắm á. Nói chứ nhiều anh khách họ cũng cần lên những cái bụi như vậy, cũng không thích mà lau chùi luôn á. Để nó nguyên zin nguyên bản từ bển về. Con HB cũng khá đẹp. Cái này nó bị cái dạng, để em xem rồi coi nó có phải là bị dạng cái dẹo nó dính cái ấy. Em đem miếng một miếng cà na vô thử. Cái dạng mà cái này là chùi một hồi thấy nó đỡ đỡ nè, không biết nó ra không, thấy nó đỡ đỡ như cái dạng keo á. Không, cái này nó dạng nó bị giống như bị xước đó nè, xước dầm dầm á. Mà nhìn riêng góc độ thì mình em thấy được, mặt sau thì nó ok, nó đẹp. Con Slim 78 ha, new full book cho anh em luôn, đầy đủ giấy tờ. Con này là chưa qua sử dụng nha anh em, và nó cũng có những cái xước do loại bảo quản. Rồi xước thì có loại bảo quản cho bán trợ giá loại bảo quản. Bút đẹp ghê, bút này còn đẹp. Mà con này có xước ha, có xước tơ. Cho nó có xước tơ đi cho nó dễ. Mà số mấy ta? 8, 9, 10, 11. Phải không?
7 2 4 6 7 8 9 10 à. Mã số 10. Đầy đủ giấy tờ ha. Rồi tiếp tục em lên một con hàng xưa nữa. Cái bút này thì nó bị dính thì nó dơ dơ. Bút 6X. Giấy tờ có luôn. Một con 1965. 1965 ha, 1. Chỉ xéo 1965. Ngày xưa kiếm hoàn hảo thì nó cũng hơi khó khăn một xíu. Vẫn có chứ không phải không có, nhiều người ta bảo vệ quản kỹ thì vẫn còn những con hoàn hảo. Chú gì chú? Cái thằng lấy đồ gì á? Ủa nó đi khám bệnh cho con nó rồi. Con coi mấy cái đồ của nó làm á, gom về đây rồi chuyện rồi chú phụ gì làm đựng sáng như mai giao. Cái bịch đồng tiền màu vàng vàng rồi á. Con coi bỏ đâu? Con ghe gom con đem xuống cho. Rồi. Dạ. Không có tính về làm liền hay nè chú. Nó về nó đi khám xong rồi lại về liền. Nó mới giờ đi với con không biết nữa. Nó mới điện thì nó mới điện nó xong rồi nó để đi khám bệnh gì đó. Để có gì con đem cho xuống liền cho. Rồi. Dạ. Dạ. Đâu cái này con đang quay YouTube. Quay đăng YouTube á. Con phai xước nhưng mà nó có hơi xước lỗ bảo quản này. Anh em nhìn góc độ nghiêng góc độ mới thấy được không? 65 mặt sau cũng có luôn. Nói chung thì nó con này thì gọi là hoàn hảo thì nó không có hoàn hảo, nó có xước này. Chưa thì chưa lên lửa, chưa hay lên lửa vẫn còn bụi bặm luôn. Rửa gà lá lúa. Dạ. Ruột có bát. Rửa gà lá lúa ha. 64 thì đã qua cái con này về nó không có lót nữa, thấy không? Nhưng mà cái thành nắp với thành buồng đốt mà nó chưa cạ này anh thấy không? Còn cái vấn đề này nó xước là chắc chắn là phải có, vì vậy nó rút ra rút vào cái ruộng. 63 vẫn còn cốt sỏ chỉ, cốt tán bánh xe sỏ chỉ rồi qua 64 nữa là cốt đặt rồi nha nè. Đây nha, còn bụi bặm để em lót lại cái nữa cho lại rút ra rút vô nhiều lần thì nó sẽ xước nhiều quá. Vậy bảo quản kiểu này là tiêu rồi, sảy ngọ vậy. Đau đầu. Ở
tình trạng nó có xước lỗ bảo quản anh em, và nó có nhưng mà cái thành buồng đốt với thành thành nắp với thành buồng đốt nó không có cả. Đâu rồi cái bọc đâu rồi, con này cúc zin xưa đầy đủ giấy tờ, đầy đủ giấy tờ ha. Rồi 3.000, cái hồng con này là phải 3.000 mấy rồi, 65 mà nó có lỗ bảo quản em trừ lại 3.000. Rồi một tiếp tục một con Solid Copper 2022 cho anh em chưa có con này và muốn trải nghiệm cái dòng Copper. Con này là hôm trước em có lên nhiều con rồi, cũng có nhiều anh em hỏi cái dòng này. Hôm nay em về lại cái con này là cái màu của nó như vậy là nè, do mình cầm ra cầm vô nhiều quá anh em, thì cái dòng Copper này cái màu hội tai của mình bám vô là nó sẽ ngã màu xuống cái màu này. Thành nắp thành buồng đốt rồi chưa cả trọ gì hết. Một chuẩn 22 mạ đen, chuẩn cái combo cơm lê của cái con này. Con này là nguyên bút đầy đủ giấy tờ luôn. Đây nguyên bút đầy đủ giấy tờ của nó ha. Nó rớt đâu rồi. Bộ Copper Lighter ha. Con này là chất liệu đồng đỏ nha anh em. Nhiều anh em cũng mới chơi thì chắc chắn chưa biết rồi. Chất liệu đồng đỏ nha anh em. Và cái con này thì nó rẻ nhất, rẻ nhất trong cái chất liệu đồng đỏ mà hãng sản xuất ra vào năm 22. Hiện tại bây giờ mà cái con Copper 03 thông dụng nhất là nó cũng phải ngoài 2.000 rồi. Và con này là nó rẻ nhất. Con này là 1.300, cũng là chất liệu Solid Copper, tức là đồng đỏ nguyên khối ha. Rồi 1.300, 3.000, 3.000, 65, 3.000. Con này 1.300, 1.300 luôn. Slim 78, 1.300. Con Thư 2.400. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em, xin cảm ơn rất là nhiều. Em cũng xin một lần nữa cảm ơn anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.